Chào các bạn. Nay thì mình đi rừng mà cũng rất may mắn rằng là gặp được, nói chung được gọi là một dề rồi, tại vì hiện tại thì phi điệp ở rừng thì hiếm lắm. Đây như dề này thì mình có hai thân. Hai thân đẹp lắm. Đây, dài chưa? Hai thân này chắc cũng tầm khoảng 70 phân rồi đấy. Hai thân với cả xuống có ít ki ở bên cạnh nữa này. Đây nhá. Đây đây, với một thân ở bên dưới này. Thân bên dưới chắc tầm 50 phân thôi. Hàng lá mít luôn, chứ không phải là hàng lá tre lá gì cả. Ở đây là còn tương đối thiếu nắng đây các bạn. Nhìn quang cảnh xung quanh. Đây, quay lên trên này. Rất râm mát luôn. Nói chung ngồi chỗ này là không có nắng. Ngồi ở đây không có nắng. Ở đây là đang quay về hướng tây. Vách bên này là đang quay về hướng tây nên là buổi chiều chắc cũng được tí nắng để cây quang hợp thì cây mới được to tốt như thế. Vách này cao ngút. Cảm giác gặp được điệp ở rừng vui lắm. Chào các bác nhé.